Cao Chí Minh xin chào tất cả các bạn. Đây là hai cây đàn guitar tôi vừa mới bóc hộp xong. Hai cây đàn guitar Nhật đã qua sử dụng. Thì bây giờ tôi sẽ xem nó là cái gì. Tôi vẫn chưa bóc hết, bây giờ mới bóc tiếp. Cây này thì quan sát ngoại hình là gỗ cẩm ấn, cực kỳ đẹp và cao cấp nhé. Xem nó là thương hiệu của hãng gì. Đây, ngoại hình cây này thì nói chung là đẹp, khá ok. Cây này là cây cây này thì nó ghi luôn thương hiệu trên cái thanh nan của thùng đàn chứ nó không làm tem. Shinjuku Kotani. Tóm lại đây là dòng Kotani. Chúng ta nhìn rõ chữ là Tokyo Japan Nhật Bản. Đấy, nó ghi luôn lên nan của đàn luôn chứ không làm tem. Khác với lại số đông. Cây này thì quan sát là gỗ cẩm ấn nhá. Gỗ cẩm ấn. Ôi rất đẹp. Tắt đèn đi nè. Đây, khi tắt đèn đi thì nó như thế này. Gỗ cẩm ấn cực kỳ đẹp. Khóa vàng. Tiếp theo là cây ở trong hộp. Cây ở trong hộp. Trong hộp. Hộp thì là cây gì? Ấy. Tôi thấy kẹt ở đây, tôi tưởng là người ta khóa và người ta quên đưa chìa cho mình cơ. Nhưng may quá thì mới đã mở được. Cây ở trong hộp đây. Yamaha C180. Ui giời, quá đẹp luôn. Cây đàn cực kỳ đẹp. Hơi bụi bẩn tí nhưng mà tổng thể cây này là đẹp đấy. Tôi soi đèn cho các bạn nhìn nhé. Thấy chưa? Khi soi đèn là nó nhìn rõ vân luôn. Ví dụ khi các bạn mang ra ngoài trời sáng đấy, có ánh nắng mặt trời là nó sẽ như thế này này, vân nó nổi hết lên. Ôi cái này mới tinh luôn các bạn ạ. Khóa này, khóa nó sáng chói luôn. Yamaha C180. Tem cũng mới luôn. Đàn. À hộp. Hộp thì trung bình thôi, hộp cũng không phải là mới tinh. Nhưng mà đàn thì mới tinh. Xem nào, hơi bẩn một tí. Có một vài vết loang bẩn. Tôi sẽ lau chùi vào ngày mai. Nhưng tổng thể thì cho các bạn quan sát thế là đàn đẹp nhé. Xem cần thì sao. Ồ, action ngon chưa? Mặc dù ngựa còn nhiều nhưng action đã rất ngon rồi. Cần là rất thẳng nhé. Được khoảng 98%. Xem nó là... À còn cái gì nữa ở đây này. Cái này thì khả năng là móng. Móng như gãy rồi đâu. Móng gãy. Nhưng tôi không dùng cái loại này. Ok. Như vậy là hiện tại là hôm nay tôi bóc được hai cây. Một cây là Kotani Tokyo Nhật Bản. Một cây là Yamaha C180 Made in Japan Nhật Bản. Tem còn mới đẹp luôn. Đó. Cây Kotani này là rất đáng giá này. Vì nó là gỗ cẩm ấn. Nhìn thùng đàn mà xem. Đấy, những cái vân sọc sọc của gỗ cẩm ấn kìa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.